Kính chào quý vị trở lại với chương trình Goc Tim với Thanh Thanh, Thùy Nga và Xuân Phương. Kính thưa quý vị, hôm nay Goc Tim xin được gửi đến quý vị một số những mẫu chuyện nho nhỏ mà khá là thú vị mà chúng tôi sưu tầm được ở một vài nơi trên thế giới. Thì bây giờ thôi mời Thùy Nga bắt đầu đi nha. Kính thưa quý vị, thì lần trước đó mình có giới thiệu là có một người ở Lâm Đồng giống như Tổng thống Obama. Thì lần này cũng tại Lâm Đồng có một cái em bé này, một cái chuyện rất là lạ là em bé có một đôi mắt màu xanh blue. Gọi là xanh màu xanh da trời mà blue, giống như là một cái người Mỹ tóc vàng mà mắt xanh vậy đó. Nhưng mà khi mà, kính thưa quý vị, khi quý vị nhìn thấy cái hình mà đang hiện diện trên màn hình đó, thì không biết là Xuân Phương, Thùy Nga cũng như quý vị có nhìn thấy là cái cặp mắt của em với lại cái gương mặt và cái mũi, nhất là cái tấm mà gần nhất đó, có nhìn thấy giống con beo không? Tại vì cái mũi của em á, nó cũng hơi là, nó cũng cái một cái đường đi xuống như thế này, đúng không? Cho nên là khi mà ban đầu mình nhìn thì mình thấy cũng nó hơi lạ lạ, nhưng mà nhìn lại thì mình lại nhìn thấy cũng có cái nét giống như một cái con beo. Nhưng mà khá dí dỏm mà, không biết là có phải em đeo contact lens vào rồi. Thanh nói con beo, có lẽ là không biết là Thanh Thanh có nên gọi là thông báo cái thông tin này cho các bác sĩ khoa học ở Lâm Đồng hay không. Bởi vì người ta nói rằng có hai cái nguyên nhân mà để có thể cho cái cậu bé này là có cái cặp mắt xanh đó. Là thứ nhất là do di truyền, có thể là thời ông cố gì đó có một chút với người nước ngoài hay gì. Mà có cái thứ hai đó là có, là em này có thể có một cái tế bào que làm cho cái mắt em nó xanh và có thể nhìn trong bóng tối như mắt mèo và đó, những cái giống mèo giống như con cú luôn. Đúng không? Hình như con cú là con mắt rất là sáng nhất vào ban đêm. Bởi vì mới đi bắt mũi được. Nhưng mà cuối cùng thì em này nói là buổi tối cũng không thấy gì, không hết. Thấy gì hết. Cũng như là cũng như không thấy, như bình thường, như người bình thường thôi. Ban đầu thì người ta chỉ sợ là khi em còn bé thì cái cặp mắt em như vậy tưởng là em bị mù. Khi mà lớn lên sẽ không có đọc được, không có nhìn được. Nhưng mà thế nào ra thì thực sự là mắt em không có bị gì cả, mà thấy giống như là một con người bình thường. Thì cũng mắc cười là cái em này, là em tên là Nguyễn Văn Hào, học lớp 6 tại trường ở Đà Lạt, Lâm Đồng đó. Thì bạn bè đi học đó, bạn bè mới nói là thấy sợ, phải không? Thấy giống như nhiều khi cứ đi, mỗi lần em vô lớp là ai cũng phải là nhìn, làm cho em cảm thấy như em bị giống như lúc nào cũng bị theo dõi hết. Cho nên là em rất là sợ. Rồi có người nói tại sao là không đi mua cái kính mà áp tròng màu đen á, để mà đeo vô thì em trở lại như bình thường, như người Việt Nam vậy đó. Có mắt đen thì vậy thì đỡ hơn, thì người ta sẽ không bị soi mói em nữa. Nhưng mà nói chung thì giống như Thùy Nga hồi nãy nhắc, thì kỳ trước là có Tổng thống Obama Việt Nam cũng ở Lâm Đồng, đúng không? Như vậy là Xuân Phương nghĩ là kỳ sau là phải đưa ra một cái đề tài nữa là đất Lâm Đồng, nước Lâm Đồng, không khí Lâm Đồng có cái chất gì đặc biệt đúng không? Đúng rồi. Cho nên là có thể, đúng không? Đúng rồi. Nói tới một chuyện gọi là cũng khu Lâm Đồng, Đà Lạt, đúng không? Với những cái gọi là cái lạ, cái quái dị của những nơi đó, thì ngoài con người thì ngay cả những cái kiến trúc, cũng có một cái kiến trúc ở tại Lâm Đồng cũng rất là quái dị. Đó là một cái khách sạn tên là Hằng Nga. Và cái khách sạn này được gọi là thiết kế xây nó như là một cái hang động. Một cái có những phòng thì nó treo lên như là một cái tree house. Nhưng mà ở bên trong thì được trang trí một cách gọi là rất là quái dị, để tạo cho cái người ở trong đó cảm tưởng như họ đang đi vào một cái chuyện cổ tích, họ là một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích. Xuân Phương không biết là sắp tới mùa Halloween rồi đó, thì không biết đây có phải là nơi mà chúng ta nên đến để mà tổ chức một cái Halloween party ở đây. Nhưng mà khi mà nghe Xuân Phương nói đó quý vị, thì Thanh Thanh, Xuân Phương nói là cái chỗ này gọi là Hằng Nga, nhưng mà hình như không thấy Hằng Nga đâu cả, đúng không? Lại không thấy thằng Hằng Nga, mà toàn là có những cái phòng mà họ không có để là Hằng Nga, Công Chúa, Bạch Tuyết gì hả, mà toàn là phòng cọp nè, phòng kangaroo nè, rồi phòng gấu, phòng mèo, phòng sư tử vậy đó. Tại vì thường thường trong hang động mà chỉ có những con cọp, con beo, đâu có công chúa nào trong hang. Không, mà thiệt ra đó quý vị, tại vì tên có tên Hằng Nga là tại vì Hằng Nga là cái tên của cái người mà đã design ra cái hotel này. Mà vậy thì cái cô mà kiến trúc sư này đó, Xuân Phương nghĩ rằng có thể cái ý tưởng của cổ mình không có, người thích người không thích, nhưng mà phải công nhận là một cái ý tưởng đặc biệt. Đúng rồi. Rất là có cái óc sáng tạo, nhưng mà cổ lo sáng tạo cái thiết kế cái khách sạn, cổ quên sáng tạo cái tên.
Không, nhắc tới cái tên của cô đó thì mình cũng phải nói đến cái cô chủ nhân của khách sạn là cô tên là Đặng Việt Nga. Ha. À. Nhưng mà không hiểu sao thì cô lại đặt cái tiệm là Hằng Nga. À, chắc có thể là lúc nhỏ cậu muốn lấy tên Hằng Nga nhưng mà không hiểu lý do tại sao bố mẹ lại đặt cho cái tên. Tại lúc đó cậu nói mà bố mẹ không có hiểu. À. Cho nên là cậu tên là Đặng Việt Nga, cái tên cũng rất là hay. Thú vị, nhưng mà làm như vậy thì người ta mới tò mò. Hằng Nga cái bước vô toàn là thú cợp, cho nên nó mới tạo cái sự khác biệt. Không quá tầm thường. À, nó lạ ở đây là tại vì Việt Nam chưa có bao giờ thấy những cái kiến trúc như vậy, là tại vì giữa những cái lòng thành phố Đà Lạt thì có những cái kiến trúc giống như là của ảnh hưởng của Pháp. Mà trong khi ở đây lại một mọc lên một cái khách sạn mà nó giống kiểu như vừa kiểu mà châu Âu, kiểu giống kiểu mà Halloween ở đây đó. Quý vị thấy những ngôi nhà ma đó thì nó giống giống như vậy đó. Thiệt ra nó lạ vậy, nhưng mà nó không phải tự mình tưởng là nó mắc tiền. Nhưng mà thiệt ra từng khoảng chừng từ 20 cho đến 80 Mỹ Kim một đêm thôi. Vẫn còn mắc, mắc ở chỗ rằng giống như mình trả 20 hay 80 Mỹ Kim để mà nguyên một đêm mình không dám ngủ. Sợ cọp beo bay ra. Cọp beo mà bay mới là hay. Trong bóng tối mà những cặp mắt xanh xanh đỏ đỏ đó, giống như bởi vì Thanh Thanh mới nói là giống như cái câu chuyện mà cậu bé vừa rồi đó, nghĩ là nếu mà ban đêm cậu đi ra ngoài là cặp mắt mình rất Thanh Thanh nhìn thấy mắt cú rồi, cho nên là rất là sợ. Nó rất là tròn mà nó sáng trưng. À, quý vị là Thanh Thanh cũng có mong muốn là góp phần vào cái nghiên cứu khoa học. Đúng rồi, cũng chuẩn bị học ra rồi quý vị, nhưng mà thấy thôi cũng tầm thường quá cho nên là bỏ đi làm cái khác. À, đi trồng chuối phải không? Đi trồng chuối, đúng rồi. Thì bây giờ cái nơi quý vị nè, về tới Việt Nam đó thì Thanh Thanh là trở lại với Việt Nam, xứ sở của chúng ta, thì như quý vị cũng đã nghe những cái bản tin mà Việt Nam mà các anh chị em trong đài có gửi đến quý vị là có rất là nhiều, có một cái ông hồi lúc trước á, là ông tên là Phạm Đức Vượng, là cũng đã có một cái buồng chuối rất là dài, rất là to, có tới 200 cái nải chuối ở trong một cái buồng chuối. Thì bây giờ lại có gia đình của chị Lê Thị Hồng ở xóm 9, xã Nghĩa Bình, ở Nghệ An đó, thì cũng vừa phát hiện ra là mình có một buồng chuối tới 200 nải và dài tới 1.8 mét. Bởi vậy cho nên nói là đâu phải nhất thiết là ở Lâm Đồng là có cái gì lạ lạ đâu, những cái chỗ khác nó cũng đất mình đó, nó rất là lạ, là nó biến thành những cái mà quý vị cũng không thể nào ngờ được. Đúng rồi. Bởi vậy mới nói là thiệt ra cái đất ở Việt Nam mình cũng là màu mỡ, cũng rất là tốt, đúng không? Nè, nào là có Obama nè, là có nửa người nửa beo nè. Sao cô không biết là màu mỡ tốt mới ra những cái đó hay là bị chất hóa học? Bị chất hóa học mới ra những thứ đó. Nhưng mà thiệt ra nếu mà một cái buồng chuối dài như vậy, không biết là những cái chuối nó có bị gì không ta? Đó, bây giờ sư Vương hỏi Thanh Thanh dám ăn không? Không, mà nếu mà Thanh Thanh không dám thử, tại vì nó phải có cái gì đó lạ. Không thì tại nó abnormal. Nói là cái những cái buồng chuối mà ở trên á, còn mấy cái nải ở trên á thì nó cũng bình thường. Nó cũng nhỏ thôi, không phải là đến nỗi to lắm. Nó bình thường, nhưng mà khi mà cái nó mọc từ từ xuống cho đến cái buồng cái trái thứ 200 hoặc là trái 200 mấy gì đó. Chút xíu nó sẽ chút nó không có cái giống như kiểu không có ruột ở trong đó hay gì. Coi như nó bị lép đó. Nhưng mà cái này thì trong cái này, cái buồng chuối này của cái cô mà Lê Thị Hồng á, thì là nó vẫn còn đang tiếp tục nó mọc nữa. Cho nên là cổ phải đào đất để mà cho cái ngọn của nó đi tiếp tục thuốc. Có nghĩa là nó sẽ tiếp tục, nó mọc thêm dài, không biết mấy buồng nữa. Nhưng mà có lẽ là nó mặn quá cho nên cổ phải lấy cái cây để vô mà cổ chống để cho nó khỏi bị gãy. Không may là buồng chuối, chứ nếu mà là buồng trứng này nó không thì đẻ ra tới 200 con. Vậy là phải lên cái này là riêng sang Âu Cơ vậy. Lạc Long Quân rồi. Lạc Long Quân đúng rồi. Không? Nhưng mà ít ra là nàng Âu Cơ là chỉ đẻ có 100 con thôi, 50 người xuống biển và 50 người lên núi. Còn con này là có tới 200. 200 nải, có nghĩa là mỗi nải đâu phải một trái. Đúng rồi. Đúng rồi. 200 nải, nhưng mà mỗi nải vậy đó thì nó khoảng chừng 10 cho đến 20 trái trong một nải. 10 tới 20 trái trong một nải. Không, theo thì Nga ước đoán là như vậy á, thường thường tại đi mua chuối mà chợ nó biết. Giờ là cái này ra tới mấy ngàn trái rồi. Đúng không? Không, nhưng mà thực sự nếu mà để Xuân Phương thì Nga dám thử không nè? Thanh Thanh là không dám rồi đó, vừa rồi đã nói. Thanh Thanh thì chị không biết là họ bón cái gì thôi. Đó. Bón cái gì vào trong thì cái cây chuối. Bây giờ ở Việt Nam cũng có rất những cái khoa học, cái người mà sử dụng những cái chất hóa học đúng để mà cho trái cây. Nếu có kỳ nào mà ở bên Trung Quốc có dưa hấu mà tự nhiên đang trồng, nó đang nở ngon lành, nó nổ đầy hết, tan nát hết, như là nổ bơm vậy đó.
Và tưởng tượng nếu mà mình ăn chuối vô mà chuối nó cũng nổ ra như vậy thì còn thân xác rồi đó. Hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe tại sao trong thời gian gần đây lại xảy ra liên tục như vậy. Thì có phải do những cái chất phân, những cái gì hay không? Những cái hóa chất hay là một cái gì đó họ bón xuống? Một á, là họ muốn vô cái Guinness Book Record, đúng không? Và còn nếu mà bên Trung Quốc á, thì đó là chuyện thường, là tại vì họ muốn làm ra càng nhiều càng tốt để họ bán. Thì cái đó mình không nói, còn Việt Nam thì lâu lâu mới có một chuyện thôi. Không. Ví dụ như là có nhiều cây mít cũng tới mấy trăm quả. Đồng ý là nó kỳ lạ, mình có thể chụp hình, chụp ảnh, mình lên báo. Nhưng mà nếu mà nói để ăn thì chắc cái điều đó. Thanh nghĩ là chắc gia đình của cô Hồng này chắc cũng không ăn đâu. Mình hy vọng là đừng ăn. Họ để làm kiểng. Nhưng mà cũng đã có rất là nhiều người tới để mà tham quan xem cái nải chuối đó. Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình phần 1 của Góc Tím. Và bây giờ thì Thanh cũng như Xuân Phương, Thiện Nga xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau một vài thông tin thương mại đó thì chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Góc Tím lần 2.